Trên 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất công tác kiểm phiếu, song hiện tại các bang đều đang trong quá trình chứng nhận kết quả trước khi có thông báo chính thức. Dù các hãng tin của Mỹ tuyên bố phần thắng cho ông Biden, tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn không nhận thua, liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử và vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay. Trong thông báo mới nhất trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông mới là người chiến thắng kỳ bầu cử năm nay, dù các thống kê của truyền thông cho thấy thực tế trái ngược. Tuyên bố thắng cử được Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter chưa đầy một ngày sau khi ông bất ngờ thừa nhận đối thủ của mình đã thắng nhưng cuộc bầu cử bị giật dây. Cùng với đó, luật sư đại diện của Tổng thống Trump Sidney Powell cho rằng ông Trump không chỉ chiến thắng với cách biệt hàng trăm nghìn phiếu mà là hàng triệu phiếu bầu. Cùng với đó, phần mềm bỏ phiếu được thiết kế để gian lận bầu cử. Ông Trump cũng khẳng định sẽ sớm thúc đẩy những vụ kiện nhằm chứng minh sự vi hiến của cuộc bầu cử năm nay. Trong diễn biến mới nhất, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã hủy bỏ phần cáo buộc chính trong vụ kiện kết quả bầu cử ở bang Pennsylvania. Các luật sư của ông Trump đã rút lại cáo buộc rằng các quan chức bầu cử đã vi phạm quyền hiến pháp của chiến dịch tranh cử của ông Trump bằng cách hạn chế quan sát viên của họ giám sát việc kiểm phiếu. Đơn kiện sửa đổi của phía ông Trump tập trung vào cáo buộc rằng Đảng Cộng Hòa gặp bất lợi vì một số quận nghiêng về Đảng Dân Chủ, cho phép cử tri sửa lỗi trên phiếu bầu qua thư. Việc thay đổi đơn kiện diễn ra trong bối cảnh chiến dịch của ông Trump liên tiếp gặp thất bại trong nỗ lực pháp lý hậu bầu cử. Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng kết quả bầu cử, trong đó mỗi ứng viên Tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu, cho thấy nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc. Ông Obama cũng chỉ trích các quan chức Đảng Cộng Hòa vì ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump, cho rằng chúng gây nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ. Những gì có thể rút ra là chúng ta vẫn còn chia rẽ sâu sắc. Các tổng thống chỉ là những người tạm thời nắm giữ chính quyền và khi hết nhiệm kỳ. Nhiệm vụ của bạn là đặt đất nước lên hàng đầu và nghĩ xa hơn cái tôi của mình, lợi ích của bản thân và những thất vọng của bản thân. Lời khuyên của tôi dành cho ông Trump là ở giai đoạn cuối này, nếu ông muốn được ghi nhớ như một người đặt đất nước lên hàng đầu, thì đã đến lúc ông làm điều như vậy. Trong diễn biến liên quan, các trợ lý của ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ, đồng thời yêu cầu chính phủ của ông Trump tổ chức các cuộc họp giao ban ngay trong tuần tới này. Thưa quý vị, hãng Reuters ngày hôm nay dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã ra lệnh cho các quan chức cấp cao đưa ra các khả năng tấn công cơ sở hạt nhân chính của Iran, nhưng sau đó thì lại quyết định là không tấn công. Chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp ngày 12 tháng 11 với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley. Quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã xác nhận với tờ The New York Times về cuộc họp. Theo đó, thì các cố vấn thuyết phục Tổng thống Trump không tấn công vì nguy cơ xung đột lan rộng. Trong khi đó, Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận liên quan. Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Donald Trump có chính sách cứng rắn đối với Iran khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân do người tiền nhiệm Barack Obama đàm phán và áp dụng các lệnh cấm vận kinh tế. Cuộc họp của ông chủ Nhà Trắng diễn ra một ngày sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đưa ra báo cáo cho thấy là Iran vừa hoàn tất di chuyển một tổ máy ly tâm xuống tầng hầm tại một cơ sở hạt nhân. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh với tốc độ phi mã ở Mỹ. Chỉ trong vòng 6 ngày đã có thêm 1 triệu người Mỹ được xác nhận mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên hơn 11 triệu người. Đây là mức tăng 1 triệu ca nhanh nhất tại Mỹ từ khi đại dịch bùng phát. Nhiều bang đã phải ban hành thêm các hạn chế để ngăn chặn lây nhiễm virus. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã vượt mốc 11 triệu ca mắc COVID-19 hôm 15 tháng 11, chỉ chưa đầy một tuần sau khi vùng dịch lớn nhất thế giới ghi nhận 10 triệu ca mắc. Ít nhất 45 bang đã báo cáo nhiều ca nhiễm mới trong tuần qua so với một tuần trước đó. Với sự gia tăng nhanh chóng của các đợt lây nhiễm mới, nhiều bang đang gấp rút áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt hơn. Bang Washington công bố quy định mới đối với các cuộc tụ tập xã hội, kinh doanh và lễ nghi tôn giáo. Michigan thông báo các trường trung học và cao đẳng sẽ chuyển sang học tập từ xa trong 3 tuần. Utah yêu cầu người dân đeo khẩu trang trên toàn bang. Bắc Dakota đã trở thành bang thứ 35 của Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng. Ohio ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn về khẩu trang cho các doanh nghiệp, trong khi New York yêu cầu đóng cửa hầu hết các quán bar và nhà hàng trước 22 giờ. Đội ngũ cố vấn của ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, vừa lên tiếng hối thúc việc chuyển giao quyền lực, kêu gọi Quốc hội thông qua gói cứu trợ mới và cho rằng cần hành động chống dịch quyết liệt.
Chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất nguy hiểm. Nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ chứng kiến số liệu dịch tễ tăng đáng kể. Tương lai nằm trong tay chúng ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong ngày cuối tuần qua, thế giới cũng ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước tới nay với gần 661.000 ca. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới là hơn 54,8 triệu. Để chuẩn bị cho mùa lễ Giáng sinh năm nay, mới đây, cây thông Noel với chiều cao 23 mét và nặng tới 11 tấn đã được chuyển đến trung tâm thương mại Rockefeller ở thành phố New York của Mỹ để tiến hành trang trí. Việc dựng cây thông Giáng sinh tại trung tâm thương mại Rockefeller đã trở thành sự kiện thường niên kể từ năm 1931, ngay sau khi khu phức hợp này được xây dựng xong. Cây thông Giáng sinh năm nay thuộc sở hữu của một gia đình ở thành phố Oneonta của bang New York. Trong những tuần lễ tới, cây thông sẽ được trang trí với hàng chục nghìn bóng đèn LED và một ngôi sao lớn lấp lánh ở trên đỉnh. Ban tổ chức dự kiến sẽ dùng dây điện dài tới 8 km để gắn tất cả những bóng đèn này lên cây thông. Lễ thắp sáng cây thông Noel sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12. Do dịch COVID-19 còn đang hoành hành nên sự kiện năm nay sẽ không có sự hiện diện của người dân. Thay vào đó, họ sẽ được xem hình ảnh trực tiếp trên truyền hình. Sau mùa lễ Giáng sinh 2020 và mừng năm mới 2021, cây thông sẽ được trưng bày cho tới cuối tháng 1 năm 2021 và sau đó sẽ được quyên tặng cho một tổ chức từ thiện để xây nhà cho người nghèo. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc toàn thể kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Sáng nay 17 tháng 11, trong ngày làm việc cuối cùng trước khi bế mạc, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Các đại biểu đề nghị triển khai thí điểm tại một số địa phương trước khi xây dựng thành luật. Các đại biểu đề nghị làm rõ sự cần thiết phải ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khi đang có nhiều lực lượng làm công tác này. Đặc biệt vừa bổ sung lực lượng công an chính quy về xã, đồng thời tính đến nguồn ngân sách cho luật này hoạt động khi luật có hiệu lực. Và nhân đây tôi xin chuyển tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ một câu hỏi chất vấn là Bộ trưởng có ý kiến gì về cái việc 804 người tăng thêm, trong đó có 500.000 người là hiện nay đang có hưởng cái phụ cấp vụ việc mà chuyển vào hưởng hàng tháng. Thì Bộ trưởng có ý kiến gì? Nếu luật này thông qua, theo tôi chưa thấy, chưa ổn, chưa có đánh giá tác động, chưa tổng kết các lực lượng này để rút kinh nghiệm, tìm hiểu xem các lực lượng này thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua được gì, chưa được gì mà vội vã ban hành luật là chưa thật sự khách quan. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ quy định của luật khi quy định. Các lực lượng tham gia luật này mang tính tự nguyện, nhưng nhiều quy định trong dự thảo luật như xây dựng lực lượng, nhiệm vụ, quyền hạn, cho đến chế độ chính sách, điều kiện hoạt động lại mâu thuẫn với quy định mang tính tự nguyện, chứ chưa tính đến các luật khác có trùng lập. Tôi đề nghị thể hiện rõ hơn đối với quy định với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở làm nòng cốt trong lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại khoản 1, đồng thời bổ sung các quy định cụ thể theo tương ứng trong dự thảo luật để thể hiện nội dung này. Bên cạnh đó, tôi đề nghị xác định rõ hơn chức năng tham gia phối hợp và hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Các đại biểu cũng đề nghị trước mắt cho lực lượng triển khai thực hiện thí điểm tại một số địa phương, sau đó đánh giá đầy đủ ưu nhược điểm, tránh tình trạng lạm quyền rồi mới xây dựng thành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN ADSOM. Tại điểm cầu Hà Nội, có tùy viên quốc phòng các nước ASEAN tại Việt Nam tham dự với tư cách là quan sát viên. Hội nghị tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN, đồng thời nêu cao vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại hội nghị, quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN lên phương án làm công tác chuẩn bị cho hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM lần thứ 14 và hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng lần thứ 7. Hội nghị cũng đã nhận được nhiều đóng góp từ đại diện các nước thành viên về những ý tưởng, kinh nghiệm trong quản lý biên giới và phòng chống dịch bệnh, tội phạm trong khu vực. Theo đại diện Thái Lan, mỗi quốc gia có mô hình riêng về quản lý biên giới. Do vậy, sự hiểu biết về hệ thống quản lý biên giới của nhau giữa các nước ASEAN là rất quan trọng trong quá trình phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, giữ gìn biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Sau ảnh hưởng của bão số 13, thời tiết Đà Nẵng sáng nay trời quang mây tạnh, ngư dân Đà Nẵng đã bắt tay chuẩn bị cho việc ra khơi trở lại. Tại vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, từ sáng sớm nay, nhiều ngư dân đã chuẩn bị ngư lưới cụ
hạ thủy tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi bám biển trở lại. Trước bão thì mình chuẩn bị trước, thì mình cẩu ghe lên bờ, mình neo nọc kỹ. Thì sau bão thì mình cảm thấy mình nuôi cá lồng bè, thì cảm thấy cá không an toàn thì mình cẩu xuống để mình đi lo công việc của mình. Đợt bão số 13 này do có chuẩn bị kỹ từ trước, cộng với kinh nghiệm ứng phó với bão nên không có thiệt hại về tài sản. Thời điểm này, ai cũng tất bật kiểm tra, dọn dẹp tàu thuyền và gia cố lại lồng bè chăn nuôi thủy sản. Trước bão thì cũng có chính quyền địa phương đồ tới vận động không cho người dân ở lại trên bè, biên phòng đồ cũng đưa dân vô bờ. Trước đó, bão số 13 đã gây gió mạnh và mưa lớn. Nhiều rác thải từ biển tấp lên bờ khá nhiều. Cùng với chính quyền địa phương, nhiều người dân đã chuẩn bị việc dọn dẹp trong hôm nay. Chiều qua 16 tháng 11, chiều cường dâng cao đã gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đúng vào giờ tan tầm, khiến cho nhiều người vất vả giữa biển nước. Có nơi nước ngập tới nửa bánh xe, người dân phải chật vật để dắt bộ. Ghi nhận của phóng viên VTC. Tại ngã ba đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thần Hiến và Tôn Thất Thuyết, quận 4, đoạn chuẩn bị lên cầu Tân Thuận 2, chiều cường bắt đầu dâng cao từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ. Nước ngập khoảng 0,5 mét, có nơi gần đến 1 mét. Chiều cường đúng vào giờ tan tầm nên gây kẹt xe cục bộ, và để di chuyển qua các đoạn nước ngập sâu, người dân phải xuống xe dắt bộ hoặc chật vật để di chuyển. Hồi xưa giờ bác đây là 61 năm rồi đó, chưa bao giờ thấy mà cái thủy triều mà nó lên tới mức độ này. Tại con đường Nguyễn Thần Hiến là không bao giờ ngập. Nó chỉ có nhóm nhóm đường Nguyễn Tất Thành thôi. Mà bữa nay là nó vô tới Nguyễn Thần Hiến luôn. Là coi như là cái cơn nước là cơn nước lịch sử luôn. Cái nguyên cái khu này mà bị ngập rồi là ế hết. Buổi sáng thì cũng có. Tới 7 giờ sáng nó mới hết, nó mới rút hết. Rồi tới chiều thì đó, 5 giờ, giờ tới 7, 8 giờ tối nó mới rút. Càng về chiều tối nước càng dâng cao. Một số xe máy di chuyển qua đây bị chết máy. Để giúp người dân đi đường, người dân sinh sống quanh khu vực này và lực lượng dân phòng đã trở thành các thợ sửa xe miễn phí bất đắc dĩ. Bây giờ nước ngập vậy, dân ta đi bị chết máy gì vậy, để cứ giúp được cho xe nào nó chạy được cái đại, trong được thì đẩy sửa rồi. Chiều cường không những gây khó khăn cho các phương tiện giao thông cùng người đi đường ở ngoài những con đường lớn, mà còn gây khó khăn trong việc sinh hoạt và làm ăn buôn bán của những hộ dân ở trong những con hẻm nhỏ. Khi mà nước lên cao thì người dân không thể làm gì hơn ngoài việc đóng cửa. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục đạt đỉnh trong hôm nay và ngày mai. Thời gian ngập sâu nhất từ 1 giờ đến 4 giờ và từ 15 giờ đến 19 giờ. Một số tuyến đường như Quốc Hương, Thảo Điền, quận 2, Trần Xuân Soạn, quận 7, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, quận 7 và Nhà Bè sẽ ngập sâu.